Cùng với các địa phương khác, từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7, quận Sơn Trà tập trung nhân lực để hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm đại diện 30% hộ gia đình trên địa bàn. Cụ thể, trong đợt này, quận sẽ lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho đại diện hơn 11.000 hộ gia đình tại 7 phường trên địa bàn. Trong đó, các phường có số lượng hộ gia đình lấy mẫu nhiều là Thọ Quang, Nại Hiên Đông và An Hải Bắc, với mỗi phường từ hơn 2.000 đại diện hộ gia đình trở lên. Ngoài ra, quận Sơn Trà cũng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho 1.500 trường hợp liên quan tại khu vực cảng cá Thọ Quang. Ngành y tế quận triển khai lấy mẫu gộp nhóm 10, thông qua đó đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn để tiếp tục có giải pháp phù hợp.